Vụ chở xác người tình ra đầu thú, nạn nhân là con gái chủ tiệm vàng ở Trà Vinh. Nạn nhân là con gái của một chủ tiệm vàng ở Trà Vinh có một đời chồng, có con riêng. Công an tỉnh Trà Vinh đang nắm vụ việc và phối hợp với công an thành phố Hồ Chí Minh để làm rõ. Trưa ngày 19 tháng 9, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lấy lời khai Đỗ Tấn Lộc, sinh năm 1990, ngụ quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, để làm rõ nguyên nhân sát hại chị T. T. N. quê Trà Vinh, đồng thời khám nghiệm tử thi chị N để xác định nguyên nhân dẫn đến tử vong. Trong ngày, công an tỉnh Trà Vinh đang phối hợp với công an thành phố Hồ Chí Minh để xác định vị trí Lộc gây án. Bởi hiện trường ban đầu được ghi nhận xảy ra ở đoạn sông giáp ranh giữa Trà Vinh và Bến Tre. Qua tìm hiểu, chị N là con gái của chủ một tiệm vàng ở Trà Vinh. Có một đời chồng, có con riêng, đã ly dị. Công an tỉnh Trà Vinh chờ kết quả khám nghiệm tử thi, lời khai của đối tượng từ công an thành phố Hồ Chí Minh. Xác định vị trí gây án để tiến hành các bước điều tra. Như báo Công an Nhân dân đã thông tin, chiều ngày 18 tháng 9, Lộc và chị N hẹn nhau ở chợ D. A. Trà Vinh để đi làm răng. Trên đường di chuyển, chị N và Lộc xảy ra tranh cãi. Trên xe ô tô, chị N lấy điện thoại gọi điện cho mẹ Lộc nên Lộc giật lại điện thoại. Giữa hai bên nảy sinh mâu thuẫn. Lộc dừng xe và xuống băng ghế sau ô tô nói chuyện với chị N. Trong lúc nói chuyện, hai bên xảy ra giằng co. Lộc lấy con dao gọt trái cây trong túi xách của mình đâm chị N tử vong. Lộc điều khiển xe chở thi thể chị N chạy một mạch từ Trà Vinh về thành phố Hồ Chí Minh. Được người nhà động viên, Lộc đã ra đầu thú,